Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập hành trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật đúng tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Bề trên ban phúc, hốt cạn lộc trời, gặp thời phất mạnh, giàu sang phú quý bám thân. Hoan hỷ chào mừng quý cô bác anh chị đã đến và đồng hành cùng với chúng tôi trong chuyên mục tử vi tháng mới nhất của 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, luôn may mắn, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giữa một cuộc sống xô bồ đầy hối hả, thì chắc hẳn quý cô bác anh chị tuổi Bính Thìn cũng luôn mong cầu có được một đời an yên, nhưng lại không biết làm gì. Đã bao giờ trong cuộc sống có những lúc mà Bính Thìn cảm thấy chơi vơi, lạc lõng trong tất cả mọi chuyện, tình yêu, gia đình, công việc, chắc hẳn đã có rồi, có đúng không nào? Thế nhưng, cuộc đời mà, làm gì có con đường nào là trải đầy hoa hồng để cho chúng ta bước đi đâu. Dù bạn có chọn hướng đi nào, thì cũng sẽ có những chông gai, thử thách cần phải vượt qua. Hãy chấp nhận đối mặt với những trở ngại và xem đó là một bài học quan trọng của cuộc đời của mình. Chỉ có nỗ lực, cố gắng vượt qua thì bạn mới có thể đạt được những điều mà mình mong muốn. Và cuộc sống này là của chúng ta, người có thể thay đổi mình không ai khác đó là chính mình. Và đặc biệt, vận may sẽ luôn đến vào những thời điểm bất ngờ. Nếu như ai biết mà nắm bắt được thời cơ, thì sẽ có thể chạm tới những điều may mắn nhất. Và bước sang tháng 4 năm 2024 âm lịch, giới tử vi có hé lộ con giáp tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Nếu như chú ý được ba việc này thì sẽ là một con giáp gặp thời đổi vận, phất nên trông thấy con đường công danh, sự nghiệp được vẹn toàn, tiền bạc đủ đầy, là một hưởng mười, bản mệnh dễ mua nhà, tậu xe, kiếm tiền tỷ khiến cho thiên hạ đỏ mắt vì ghen tị. Vậy thì vận trình của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 diễn biến ra sao trong tháng 4 âm lịch này? Con giáp này cần phải làm gì để có thể nắm bắt được những vận may đó? Thì xin mời quý anh chị hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm những điều sắp xảy ra trong video dưới đây. Tử vi dự đoán chính xác 100%, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 tuyệt đối chú ý ba điều này để đón lộc thần tài, đổi đời giàu có trong tháng 4 âm lịch. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 4 âm của cô bác anh chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác anh chị điểm nhanh tính cách người tuổi Bính Thìn có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 là người có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc, không quản khó khăn, đầu óc tư duy linh hoạt. Nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Bính Thìn rất lương thiện, dễ mùi lòng. Đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt, không rõ ràng, nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Thực ra người này chỉ cần cố gắng, chăm chỉ, thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Về sức khỏe, người tuổi Bính Thìn nên chú ý đến các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày, nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Người này có phần sống hoang phí, những đồ đạc mua về thường theo sở thích, nhưng nhanh chóng chán ghét hoặc dễ bị hư hỏng, nên suy nghĩ kỹ càng trước khi tiêu tiền để tránh lãng phí tiền bạc. Riêng bệnh thích mua sắm, nên dùng ý chí để kiểm soát bản thân, nhắc nhở chính mình chi tiêu hợp lý.
mua những thứ đáng mua, có nguyên tắc cho riêng mình và giữ vững nguyên tắc đó thì mới giữ được tài lộc bên mình. Tiếp theo sau đây, hãy cùng đi tìm hiểu tổng quan tử vi tháng 4 âm lịch của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tháng 4 âm lịch là tháng Kỷ Tỵ, bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024 dương lịch đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch, có thiên can là Kỷ Thổ, địa chi Tỵ Hỏa, đặc trưng là thiên khắc địa sinh, hỏa khí thịnh, lưu sự thành bại cốt ở định nhân. Hướng tốt, hướng chính bắc, đông bắc. Ngày cát lành, ngày mùng 8 tháng 5, 9 tháng 5, 17 tháng 5 và 18 tháng 5 dương lịch. Hướng xấu, chính tây và chính đông. Ngày hung, 25 tháng 5, 27 tháng 5, 29 tháng 5 và 3 tháng 6 dương lịch. Theo dõi tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, tuổi Bính Thìn trở nên mong manh, yếu đuối hơn bao giờ hết. Bạn ưu tiên những gì an toàn, không thích tranh đấu, vì nhận ra rằng việc này chỉ khiến cuộc sống của mình thêm nhiều mệt mỏi, căng thẳng, nhưng tiền bạc cũng chẳng tăng tiến. Nguyệt lệnh lâm suy ở mệnh càng khiến bản mệnh có xu hướng an phận, thiếu đi sự quyết tâm trong công việc. Có thể đó là nguyên nhân khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội thăng tiến, vì cho rằng mình cố gắng cũng chẳng ích gì. Có thể thấy, với tình hình kinh tế đang đi xuống thì công việc bấp bênh, thậm chí nhiều người làm kinh doanh không có khách hàng mới, khách hàng cũ thì cứ trì hoãn không muốn trả tiền, để tránh việc lạc hướng. Thì lời khuyên cho tuổi Bính Thìn thời gian này đó là dành thời gian để đọc sách, học thêm các kỹ năng mới để cải thiện bản thân. Khi bạn nâng cấp bản thân, thì cơ hội mới mở ra cho bạn. Trong khi chuyện sự nghiệp có phần chững lại, thì bù lại Thái Dương cát tinh mang lại những mối quan hệ tốt đẹp, cải thiện cuộc sống tẻ nhạt của bản mệnh. Tình cảm vợ chồng thời gian này cũng có nhiều cải thiện khi bạn tỏ ra trân trọng những gì người ấy làm cho mình. Xét phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Bính Thìn âm lịch cho thấy, phương diện sự nghiệp của con giáp tuy chưa có gì gọi là bùng nổ hay thành công ngoài mong đợi, thế nhưng hiện tại có nhiều khởi sắc, tiến triển tốt hơn so với tháng trước. Nhìn chung, bản mệnh đã có nỗ lực và kết quả công việc đã có thay đổi. Có thể cách thức của bạn không đủ nhanh như người khác, nhưng bạn cảm thấy hài lòng với cách mình đã làm. Thế nên, nếu ai đó có chỉ trích hay chê bai hoặc mang bạn ra so sánh, thì cũng đừng buồn phiền. May mắn là có Thái Dương cát tinh phù trợ, nên có những khó khăn của tuổi Bính Thìn trong tháng mới cũng lần lượt được tháo gỡ, mang lại cho bạn sự ổn định, cân bằng mà bạn mong muốn. Càng về cuối tháng, bạn sẽ càng bớt đi sự trông chênh, tìm được hướng đi, hướng phát triển cho lĩnh vực của mình, mà không bị phụ thuộc quá vào ngoại cảnh. Xét phương diện tài lộc. Tử vi tài lộc của tuổi Bính Thìn trong tháng 4 năm 2024 âm lịch có thương quan, có thể gây mất mát tiền bạc cho bản mệnh bất cứ lúc nào. Do đó, không nên lơ là chủ quan, mỗi khi đi ra đường, nên hạn chế việc mang theo quá nhiều tiền mặt, nên ưu tiên để tiền trong thẻ. Ngoài ra đừng chọn lựa trang phục đắt tiền, kẻo gây chú ý với những kẻ gian. Đừng để công sức bạn để dành tiền suốt thời gian qua, chỉ vì một chút bất cẩn mà mất hết. Nếu có thể thì nên đơn giản trong mọi việc, để đảm bảo an toàn cho mình. Ngoài ra, vì tài chính chưa gia tăng được như mong muốn, thì cũng hạn chế việc mua sắm, kể cả đồ món đồ rẻ hay giảm giá. Nếu bạn mua nhiều cũng sẽ ngốn một khoản tiền lớn đấy nhé. Xét phương diện tình cảm. Xem tử vi cho thấy, tháng này ngũ hành tương sinh mang lại vận may về tình cảm cho tuổi Bính Thìn. Có thể là người độc thân thoát ra được những rắc rối trong mối quan hệ cũ, bạn vui vẻ làm quen, gặp gỡ thêm những người mới. Nhất là khi thiên diêu chủ về đào hoa ghé thăm, sẽ giúp nhiều người thoát được cảnh độc thân hiện tại. Tuy nhiên, có nhiều người gặp khó khăn trong việc chọn lựa, bạn chưa biết ai mới thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên, trong tháng này những ai đang có đôi nên thận trọng, đừng để những cám dỗ lôi kéo, khiến bạn sau này cảm thấy hối hận vì đã vô tình phá vỡ những thứ tốt đẹp nhất mà bạn đang có. Xét phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch chỉ rõ rằng tuổi Bính Thìn cũng sẽ cần lưu tâm hơn tới sức khỏe trong tháng này. Thiên nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường. Bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Ngũ hoàng bay về phương đông nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong tháng mới. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. Ngoài ra, người tuổi Bính Thìn cũng nên hạn chế uống rượu bia. Chúng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, thể chất mà còn tác động đến cả tinh thần của bạn nữa. Tiếp theo sau đây,
là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng 4 âm lịch của người tuổi Bính Thìn. Mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi và nắm bắt vận trình của mình nhé. Tử vi tuần 1, tháng 4 âm lịch 2024. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, người tuổi Bính Thìn đón nguồn năng lượng tích cực nhờ thái âm độ mệnh, phương diện tình cảm có nhiều điểm sáng nhất, nhân duyên thêm phần rộng mở. Bạn đang có một mối quan hệ hạnh phúc và rất cần phải nâng niu, trân trọng. Về công danh, vận trình của người tuổi Bính Thìn ở mức trung bình, có phần kém sắc hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá sốt ruột, dành thêm thời gian trau dồi, tích lũy kinh nghiệm để chờ thời cơ bứt phá. Bên cạnh đó, cũng nên dè chừng có tiểu nhân cố ý gây khó khăn. Người này luôn chọn những lúc bạn sơ hở để phá hoại, làm rối tung mọi việc. Tuy nhiên, cũng may có cát tinh nâng đỡ, nên tạm thời tuổi Bính Thìn sẽ sớm vượt qua được những khó khăn này. Mặc dù hậu quả là công việc bị chậm tiến độ rất nhiều, nhưng ít nhất bạn cũng không phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này và giữ nguyên được vị trí. Tuần này là thời điểm thích hợp để tuổi Bính Thìn xem xét lại bức tranh tổng quan về tình hình tài chính của bản thân và gia đình. Hãy thận trọng với số tiền mà bạn kiếm được. Nếu không, dù bạn có kiếm được bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng chẳng để ra được đồng nào. Tử vi tuần 2, tháng 4 âm lịch 2024. Bước sang tuần mới, Thái Dương cát tinh xuất hiện, giúp người tuổi Bính Thìn làm việc với nguồn năng lượng tích cực. Cũng bởi vậy, bạn đạt được nhiều thành tích khởi sắc trong công việc. Bản mệnh vẫn đang cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, được cấp trên ghi nhận và ưu ái dành cho nhiều cơ hội để phát triển hơn trong tương lai. Tuy nhiên, con đường thăng tiến tưởng như bằng phẳng đó của bạn lại có thể gặp chút rắc rối, do có người cố tình đơm đặt chuyện thị phi, sai lệch hoàn toàn với sự thật để phá hoại danh dự của con giáp này. Bản mệnh cần giữ tinh thần vững vàng để ứng phó với những thủ đoạn xấu của tiểu nhân. Không chỉ công việc, vận tài chính cũng vô cùng hanh thông. Bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những gì bản thân yêu thích. Thời điểm này, nếu bạn muốn tiến hành cầu tài, cầu lộc thì sẽ được như ý. Bạn không nên chần chừ, do dự, vì càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, may mắn càng rời xa. Cũng nhờ cát tinh, chuyện tình cảm của Bính Thìn có những tiến triển rõ rệt. Với các cặp đôi, người ấy phần nào dẹp bỏ cái tôi, nhưng nhịn bạn, nhờ vậy mà mối quan hệ của cả hai thêm gắn bó, hạnh phúc hơn. Với người độc thân, chỉ cần bạn mở lòng thì không khó để gặp được người phù hợp. Tử vi tuần 3, tháng 4 âm lịch. Hung tinh thái tuế khuấy đảo, khiến tâm tình người tuổi Bính Thìn trở nên thất thường, khó nắm bắt trong tuần này. Có nhiều thời điểm, bạn hành xử một cách khó hiểu, khác với con người ngày thường, khiến người xung quanh cũng cảm thấy bạn thật khó ưa và có những nhận xét không mấy tích cực về bạn. Thậm chí, khi có người khác góp ý, bạn bỗng phản ứng rất thái quá và cho rằng đối phương đang muốn dạy đời mình. Tuy nhiên, sự nhạy cảm này sẽ có phần hơi quá đà. Nếu như bạn không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình và làm tổn thương người đối diện, tốt nhất bạn nên cố gắng giữ bình tĩnh và xem những lời nói này là chất xúc tác, giúp bạn hoàn thành mục tiêu tốt hơn. Tình hình tài chính thăng trầm bất định, vừa có cơ may kiếm tiền bất ngờ, giúp tuổi này có được một khoản không ít, nhưng vẫn có thể bị hao phá tài lộc bất cứ lúc nào. Tốt nhất nên thận trọng khi chi tiêu hoặc đầu tư để tránh hao hụt. Vận tình duyên chắc chờ, khiến bạn có đôi chút muộn phiền. Với người đã có đôi, dù đang trong một mối quan hệ, nhưng con giáp này khá si tình, nên chưa thể quên được những mối quan hệ trong quá khứ. Càng nuối tiếc chuyện xưa càng dễ làm bạn bỏ qua hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Tử vi tuần 4, tháng 4 âm lịch. Bách Việt xuất hiện, người tuổi Bính Thìn gặp nhiều may mắn trên phương diện tình cảm, đào hoa nở rộ. Con giáp này có thể gặp gỡ và làm quen được với nhiều người, trong đó có không ít đối tượng khác phái tiềm năng. Đây chính là cơ hội cho những bạn còn độc thân, tìm cho mình người tâm đầu ý hợp. Tuần này có thể vì yêu cầu công việc mà tuổi Bính Thìn sẽ phải đi lại khá nhiều, cũng một phần là do bản mệnh chủ động muốn vậy. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng quá nhiều, vì những chuyến đi của bạn đều an toàn và có cả chút lộc may mắn. Càng năng nổ thì càng dễ gặt hái thành tích. Nếu chuyến đi này là vì công việc hoặc phải đi công tác, thì bạn nên chọn thời điểm xuất hành vào cuối tuần thì sẽ tốt hơn, do thời điểm này có nhiều cát tinh hội tụ, sẽ may mắn hơn nhiều. Đầu tuần không đến nỗi xui xẻo, nhưng vẫn có hung tinh rình rập, làm gì cũng phải phụ thuộc nhiều vào yếu tố thiên thời, địa lợi. Đường tài lộc khá thăng trầm, khó bề đoán định, tuổi Bính Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng tiền vừa vào túi đã có việc phải dùng đến, nên không tích lũy được nhiều cho bản thân. Việc làm ăn có chút chững lại, nhưng cũng không nên sốt ruột mà hành động nóng vội.
Vâng, thưa quý vị, trong phần cuối video ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện về kẻ chiếm tiền bạc của người khác. Câu chuyện như sau. Thời nhà Thanh có hai gia đình sống cạnh nhau là La Mỗ và Giả Mỗ, nhưng mỗi người một cảnh. Trong khi gia đình La Mỗ khá giả thì Giả Mỗ lại khó khăn. Thời gian trôi đi, vì không còn nhiều tiền để tiêu nên hết cách, Giả Mỗ đành phải giao bán căn nhà của mình. La Mỗ nghe tin liền muốn mua lại căn nhà, nhưng vì tham lam nên cố ép cho giá nhà xuống rất thấp. Giả Mỗ không đồng ý và vẫn tiếp tục giao bán căn nhà. Thế nhưng, ai đến xem nhà cũng bị La Mỗ tìm cách để âm thầm gây chuyện. Cuối cùng, không có ai dám mua nhà của Giả Mỗ. Một thời gian dài sau đó, nhà của Giả Mỗ vẫn không bán được, nên cuộc sống của cả nhà càng khó khăn. Cuối cùng, Giả Mỗ chỉ còn cách bán cho La Mỗ với giá rất thấp để có tiền nuôi sống gia đình. La Mỗ mừng vui nhận căn nhà vừa mua, anh còn chi thêm tiền để nâng cấp cho nó thêm phần khang trang, lộng lẫy. Khi nhà mới hoàn thiện, gia đình La Mỗ tổ chức một bữa tiệc rình rang. Nhưng không ngờ ngay khi La Mỗ thắp lửa để cúng, bất ngờ có cơn gió mạnh hất tung cọc tiền vàng mã đang cháy dở lên thanh xà gỗ của ngôi nhà. Ngọn lửa từ đó lan ra, cháy bùng lên mạnh mẽ, thiêu từng thứ một trong căn nhà mới. Thậm chí, ngọn lửa còn lan sang cả ngôi nhà cũ của La Mỗ. Lúc này cả đám đông hoảng loạn và tìm cách để dập tắt ngọn lửa. Nhưng La Mỗ ngăn cản mọi người lại với lý do anh vừa nhìn thấy hình dáng người cha quá cố của Giả Mỗ trong đám lửa. Có thể sự tức giận của ông đã gây ra vụ hỏa hoạn này. Thế nên, nếu mọi người có tìm cách ngăn đám cháy cũng vô ích, chưa kể có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng của người khác. Hiểu được quả báo chiếm dụng tài sản của người khác rất đáng sợ, nên sau sự việc, La Mỗ liền nhờ người tìm đến Giả Mỗ bày tỏ muốn tặng cho anh căn nhà và tặng thêm 20 mẫu ruộng để bồi thường và viết cam kết chuyển nhượng. Từ đó về sau, La Mỗ quyết tâm làm điều thiện, nhờ thế mà ông có cuộc sống no đủ, hạnh phúc đến cuối đời. Vâng, thưa quý vị, sống trên cõi đời này biết đủ mới là gia tài lớn nhất. Thế nhưng, con người vì vô minh nên cứ mãi tham đắm trong tiền tài. Sau khi được tài sản phong phú, lại càng dễ bị lôi cuốn, chìm đắm trong các dục và có hành vi không tốt đẹp đối với các người khác. Chính giàu có, thừa thãi lại càng tham lam, dễ biến bản thân thành kẻ gian ác. Có không ít người lúc nghèo còn sống thanh đạm, chăm chỉ, nhưng khi dư giả lại thích tụ tập ăn chơi, lười biếng, chìm đắm dục lạc. Bởi si mê trong tiền bạc nên họ không chia sẻ tài sản với ai, lo hưởng thụ nên đi vào xa ngã. Vậy nên trong cuộc sống này, chớ ham giàu, vì tài sản ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng mà từ Đức Phật cho tới cổ nhân thời xưa đều nhắc nhở chúng ta nên tránh xa. Không nên đồng nhất rằng cứ tiền bạc là xấu, vì nếu được làm đúng vai trò của nó thì chúng ta còn được lợi lạc vô biên. Ví dụ như quả báo chiếm dụng tài sản của người khác là xấu, nhưng quả báo của việc chia sẻ, giúp đỡ người khác bằng số tiền lớn mình đang có thì quả là đẹp đẽ. Tài sản có giá trị vô cùng to lớn, nó không những giúp bản thân, gia đình có đời sống ấm no, mà còn là phương tiện thuận lợi để làm phước thiện, tạo phước đức cho kiếp sau. Khi tài sản làm ra đúng pháp sẽ luôn mang lại lợi lạc, không chỉ cho bản thân, mà còn là cho con cháu, những người xung quanh họ. Theo người xưa thì, vị ấy sẽ được sống lâu, thọ mạng kéo dài, sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên cõi thiện. Tài sản là phần nhỏ bé của kiếp người, thế nên hãy cho nó làm đúng vai trò của mình là phương tiện, giúp con người đáp ứng các nhu cầu về vật chất để có một đời sống ổn định, giúp con người thực hiện những tâm nguyện, chí hướng cao cả để làm đẹp cuộc đời. Thực ra, có 7 tài sản cần có theo lời dạy của Đức Phật: tín tài, giới tài, tam tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài là những điều ta đáng vun bồi và tích góp nhất suốt kiếp người này. Chỉ có kho báu ấy mới là hành trang theo chúng ta trên con đường tái sinh và thoát khỏi biển luân hồi. Còn đối với hầu hết chúng ta, nếu chưa thể hiểu sâu những giá trị đó thì hãy sống tốt với mọi người, tâm niệm từng việc mình làm sao để lại phước đức cho con cháu thọ hưởng mãi về sau. Có thể chúng ta không biết rằng, việc chiếm dụng tài sản của người khác đồng nghĩa với tội trộm cắp, bao gồm cả một gói cà phê, một gói đường nhỏ, một cái tăm, tờ giấy, những thứ tưởng như rất nhỏ. Nhưng nếu không được phép của chủ nhân mà ta vẫn cầm về, thì có nghĩa là trộm cắp. Có người xuề xòa cho qua bảo rằng mấy thứ đó mà ăn trộm thì đáng gì. Thế nhưng đó là khoản vay mượn có lãi kép mà bạn không hề biết. Ví dụ trộm một cái tăm sẽ nhân đôi thành 2 cái vào ngày mai, 4 cái, 16 cái, và cứ thế nhân đôi vào những ngày tiếp theo, biến thành số nợ khổng lồ nếu không làm đủ phước để khấu trừ tương ứng. Đó là lý do đột ngột một ngày bạn lãnh một khoản nợ trên trời rơi xuống không vì lý do cụ thể nào. Thế nên bạn hãy thận trọng, vì quả báo chiếm dụng tài sản của người khác sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Đó là nợ nần, nghèo đói, tài sản cháy,
bị lũ cuốn trôi, bị người khác chiếm đoạt. Vậy nên, trong cuộc sống của mình từ nay về sau, dù là bất cứ món đồ to, nhỏ, lớn, bé nào của người khác chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt, đều là hình thức trộm cắp, ta nên thận trọng. Vâng, chương trình đến đây xin phép được khép. Lại chúc quý bạn mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.